Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu của tác giả Thiên Sơn trà khách. Chương 135, 123, Duệ Vương. Sáng hôm sau, vợ chồng Thẩm Tín và Thẩm Khâu tiến cung. Mãi cho đến trạng vạng mới trở về, Văn Huệ đế khôi phục chức quan, trả binh phù cho Thẩm Tín. Thẩm gia quân trước đây nhập vào ngự Lâm quân cũng được trả về, nhưng trong lòng Thẩm Tín không thấy vui vẻ trải qua khó khăn mới có thể tôi luyện ý chí con người, thầm tín ở Tiểu Xuân thành 2 năm, nằm gai nếm mật chịu đủ gian khổ, làm cho La Gia quân năm bè bảy mảng trọng tổ thành một đội quân xuất sắc. Hắn cảm thấy như vậy đã có thể thỏa mãn ý chí của bản thân, không còn quan tâm hơn thua trốn quan trường, cũng như không quan tâm đến cái nhìn của Hoàng đế đối với hắn. Thẩm tín và La Tuyết Nhạn vừa đi, thẩm gia phái người đến mời thẩm diệu trở về thẩm phủ ngồi một chút, thẩm diệu mặc kệ, bảo hạ nhân báo nàng không có ở nhà, Người đến mời đợi lâu thì tức giận, đứng trước cửa giải thích chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm, sau đó mắng vợ chồng thầm tín bất hiếu, vô tình vô nghĩa. Là làng nghe được nhíu mày, tính tình la đàm xúc động, lập tức chạy ra cửa mắng người thầm gia xối xả. Là đàm lan lộn trong đám thiếu nữ tiểu xuân thành, là cãi nhau mà lớn lên, lời mắng xào quyệt vô cùng, kể rõ việc hai năm trước thầm gia bỏ đá xuống giếng, thấy đại phòng xuống dốc sợ liên lụy nên tìm mọi cách phân ra, nói đến những người thầm gia mặt đỏ tai hồng chịu không nổi sự chỉ trỏ bàn tán của dân chúng, cục đuôi bỏ chạy. Thẩm tín trở về biết chuyện, trầm mặc một lát, rồi bảo mặc kinh sắp xếp hộ vệ canh giữ trước cửa. Một chút tình cảm cũng không chừa cho người thẩm ra, bộ dáng như vậy làm la đàm vỗ tay gieo hò. Trên bàn ăn, la tuyết nhãn nói, ba ngày sau chiều cống, cả nhà chúng ta đều phải vào cung. Dùng cơm xong gọi người ở cửa hàng đến may vài bộ đồ mới đi, nhất là đàm nhi và kiều kiều, hai năm nay chúng ta không ở kinh thành không biết lúc này đang thịnh hành kiểu dáng gì nữa ta không muốn các ngươi bị người khác chê cười nói xong nàng nhìn thẩm diệu cảm thấy hết sức hài lòng hai năm trước còn có người nói thẩm diệu là phế vật hiện tại nàng như thoát thai hoán cốt xinh đẹp thanh lệ khí chất toàn thân bao dung đại lược dù là công chúa so với nàng cũng kém hơn tiến cung là đảm hương phấn vậy là có thể nhìn thấy người trong cung rồi có phải sẽ thấy luôn người nước tần và nước đại lương hay không? Ta nghe nói người nước tần ai cũng cao lớn, người đại lương thì xinh đẹp mỹ mạo, không biết có đúng không? Là tuyết nhạn bật cười, mình tể chúng ta cũng không thiếu người cao lớn đẹp mắt a. À? nếu trong buổi chiều cống, đàm nhi vừa lòng chàng trai nào cứ việc nói ra, tiểu cô tiểu dưỡng sẽ giúp ngươi hỏi thăm. Là đàm nghe nói đến trung thân đại sự của mình, không hề thẹn thùng mà tiếp lời, ta không cần gấp a. À? ta thấy biểu muội mới đáng lo ấy. Biểu muội không vừa mắt quý công tử ở Tiểu Xuân thành, kinh thành này tài tử đông đảo, nếu biểu muội tìm thấy người hợp nhãn thì phải vì mình mà tranh thủ nha." Nàng trêu ghẹo Thẩm Diệu. Thẩm Diệu quét mắt nhìn nàng không nói, la lăng ngồi bên cạnh, tay cầm đũa ngừng lại, ánh mắt ngập ngừng. Buổi chiều, thợ may đến lấy số đo của các nàng để may y phục. Văn Huệ Đế có việc cầu người nên ban cho Thẩm Tín rất nhiều đồ vật, trong đó có gấm vóc tơ lụa tốt nhất, thích hợp để may quần áo hiện tại đã là cuối thu, là tuyết nhãn may cho hai cô gái vài bộ xiêm áo mùa thu, sẵn tiện may luôn y phục mùa đông, lại bảo cửa hàng trang sức mang những bộ sản phẩm mới nhất đến cho các nàng chọn lựa, sửa soạn cho hai tiểu thư xinh đẹp động lòng người. Cũng không phải là tuyết nhãn muốn làm nổi, chiều cống vốn là đại sự trăm năm có một, cần biểu hiện sự trù phú của quốc gia trước mặt người nước tần và đai lương. Văn võ bá quan và vợ con đều phục sức đẹp đẽ quý giá góp phần nâng thể diện minh tề, không chuẩn bị chu đáo mới là đắc tội thánh giá. La là Lăng được thẩm tín sắp xếp một vị trí ở binh bộ để rèn luyện năng lực. Chuẩn bị chiều cống, thẩm tín dẫn hắn giao thiệp với một vài đồng nghiệp, sau này có thể giúp đỡ qua lại. Trong những ngày chờ đợi chiều cống, mỗi ngày thẩm diệu đều bảo kinh chập và cốc vũ ra ngoài nghe ngóng chuyện ở kinh thành hai năm nay, nàng nghe kể lại rất vui vẻ. Nhưng kinh ngạc hơn cả là chuyện hiệu cầm đồ phong tiên sau khi nàng đi không lâu cũng đóng cửa, gần đây mới khai trương lại, nghe nói là trưởng quầy đi xa mới về kinh không lâu, Phùng An Ninh biết nàng trở lại liền gửi thiệp nói rõ muốn đến thăm nàng, nhưng chiều cống cận kề đến lúc đó tụ họp cũng không muộn. Ngoài ra, Tô Minh Lãng cũng gửi thiệp cho nàng, nét chữ tuy có chút siêu vẹo nhưng vẫn cẩn thận để gia nhân đưa đến tận tay nàng, làm nàng rỡ khóc rỡ cười. là đàm lôi kéo nàng ở mỹ các tiểu lâu ở kinh thành đảo mắt ba ngày trôi qua. chiều cống minh tề đã đến sáng sớm chuông cổ ở Nam Sơn được gõ ầm vang. Tiểu thương trên phố ai cũng bàn luận việc này, tò mò nghe ngóng động tĩnh trong cung truyền ra, dân chúng ai cũng hâm mộ quan chức có thể mang theo gia quyến tham dự triều cống. Dân chúng chỉ nhìn thấy Giang Sơn gấm vóc tươi đẹp, người người ca múa mừng thiên hạ thái bình, thiên thu vạn đại. Rất ít người có thể hiểu được, đằng sau cảnh tượng huy hoàng ấy là xương máu binh sĩ ngã xuống, là kẻ thù bên ngoài trầu trực sâu xé, quan trường đấu đá bấp bênh, bề ngoài hòa khí, bên trong thật sự yên bình sao. Xe ngựa của thầm tín dừng ở cửa cung, cung nhân đã đứng chờ sẵn dẫn đoàn người đi vào. Là đàm tò mò nhìn ngó xung quanh, bị thầm khâu ấn đầu miễn cho nàng va chạm người phú quý. Là làm ngược lại hết sức ổn trọng, tuy lần đầu tiến cung nhưng môn hành cử chỉ thỏa đáng vô cùng. Văn Huệ đế dẫn đầu tế tổ song xuôi, tiếng trống, tiếng tấu nhạc vang lên, pháo nổ đầy trời, long trọng, uy nghiêm hiền hách đế hậu ngự trên đài cao, thẩm diệu nhìn lên, văn huệ đế mặc long bào, vẻ mặt uy nghiêm ổn trọng, dường như không khác hai năm trước, nhưng chú ý kỹ mới thấy, bước chân hắn phiêu phiêu, không còn sức lực như trước, rốt cuộc hắn đã giả đi rất nhiều. Phó Tu Nghi đứng cùng một đám hoàng tử, hắn trời sinh cao nhã tuấn tú, nổi bật xuất sắc, lại là hoàng tử nhỏ tuổi nhất, không ít nữ quyến quan lại nhìn trộm, hào quang của hắn hiện tại không thể che giấu được nữa, các huynh đệ của hắn hiện giờ vẫn có thể yên tâm về hắn hay không. Thẩm Diệu nhìn về hướng phó tu nghi, ánh mắt không dừng trên người hắn mà dừng ở một nam tử áo xanh đứng sau hắn, khí chất người nọ thanh cao như trúc, đứng giữa đám quần thần có vẻ không hòa hợp, hắn chính là Bùi Lang. Bùi Lang đứng ngay sau phó tu nghi, với tính tình cẩn thận của phó tu nghi, vị trí như vậy cho thấy hắn rất tín nhiệm Bùi Lang. Tựa như nhận thấy ánh mắt nàng, phó tu nghi nghiêng đầu nhìn qua, thẩm diệu khinh thường rời mắt sang nơi khác. Phó Tu Nghi nhìn nàng một lát rồi quay đầu đi. Trên hàng ghế khách mời là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Thời tiết cuối thu chuẩn bị vào đông, trời dần xe lạnh, tiểu thư quan lại dù muốn nổi bật hơn người nhưng vẫn phủ thêm áo choàng sợ cảm lạnh. Chỉ riêng thiếu nữ này mặc váy dài kim sa thật mỏng, phía trên thêu đồ án đa dạng phức tạp, hình thêu như vậy nếu một người làm ít nhất một năm rưỡi mới có thể hoàn thành thiếu nữ mặt mày tinh xảo nhưng thái độ không cung kính, dù là lúc dự lễ tế, khi chúng quan khấn vái cũng lộ vẻ khinh thường. Người này chính là Minh An công chúa của nước Tần, bên cạnh nàng là thái tử Hoàng Phù Hảo, thái độ của hắn so với Minh An công chúa tốt hơn một chút, từ đầu đến cuối vẫn tùm tìm cười, giống như thật lòng vui vẻ trước cảnh tượng yên bình hoan hỷ của Minh Tề, nhưng chính vì thế, người ta càng thấy hắn nham hiểm. Lần đầu tiên la đàm tham dự yến hội như thế này, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ đối với khách quý càng thêm tò mò nàng thừa dịp không ai chú ý kéo áo một vị tiểu thư nhỏ giọng hỏi sao chỉ thấy thái tử cùng công chúa nước tần còn duệ vương của đại lương lại không thấy vị tiểu thư kia bị lôi kéo nhất thời hoảng sợ nhưng vì được giáo dưỡng tốt nàng vẫn kiềm chế bất mãn giải đáp nghi hoặc của la đàm duệ vương điện hạ không khỏe hôm nay chưa thấy đến la đàm hiểu ra nhìn thầm diệu thầm diệu vẫn đứng bên cạnh nàng nghe được toàn bộ nội dung đối thoại giữa hai người. Là đàm nói, Duệ vương này cũng thật có giá, cố tình vắng mặt không phải làm hoàng thượng khó xử sao. Chiều cống minh tề, nước tần và đại lương cử sứ giả đến trên danh nghĩa là để chúc mừng, thế mà dễ vương vắng mặt ngay thời điểm quan trọng nhất, chẳng phải xem thường văn huệ đế hay sao, dù vậy hoàng thất minh tề cũng không thể nổi giận, còn phải cử người đến hỏi han, ai bảo đại lương mạnh hơn minh tề chứ, kẻ nào mạnh kẻ đó có quyền người khác dù bất mãn cũng không dám đối nghịch với hắn. Lễ tế kéo dài suốt ba canh giờ, từ chính ngọ đến sụp tối mới xong, văn võ bá quan cùng gia quyến cũng không thể rời đi, đều đứng giữa chính điện triệu dày vò, đế hậu cũng vậy, địa vị càng cao, càng bị chú ý, không thể lộ vẻ thất sắc trước mặt quần thần. Dù la đàm từ nhỏ luyện võ cũng cảm thấy không chịu nổi, thế mà quay đầu nhìn thấy thẩm diệu lưng eo thẳng tắp, hai tay cầm khăn chắp lại để bên hông, quả là đoan trang đại khí, La Đàm nhìn đến nao nao, lặng lẽ hỏi, biểu muội người không mệt sao? Thẩm Diệu đáp, không mệt. La Đàm nhìn nhìn xung quanh, nữ quyến đều len lén xuôi tay theo vạt áo rộng thùng thình thả lỏng, hiếm thấy ai thành thật như Thẩm Diệu. La Đàm muốn khuyên Thẩm Diệu đừng ngoan ngoãn như vậy, nhưng nhìn động tác thản nhiên của nàng lại không nói nên lời. La Đàm không hiểu tại sao Thẩm Diệu lại như vậy, nhưng nàng không phải là người hay suy tư, không hình dung được cảm giác của bản thân, nàng chỉ cảm thấy thẩm diệu không giống những cô gái ở tiểu xuân thành trước đây vẫn nghĩ bởi vì thẩm diệu là tiểu thư kinh thành nên khác biệt nhưng khi đến đây nàng mới biết khí độ kia chỉ duy nhất thẩm diệu mới có từ thái ung dung của thẩm diệu ngay cả hoàng hậu đang ngự trên đài cao cũng không bằng trong khi thẩm diệu chỉ là một cô gái mới 16 tuổi không chỉ có mình la đàm chú ý tới điểm này không ít công tử thế gia cũng bị hấp dẫn trong một đám thiếu nữ uể oải thẩm diệu trở nên hết sức nổi bật La lăng thấy thế thì nhíu mày, nhẹ nhàng nghiêng người, ngăn cách rất nhiều ánh mắt nhìn thẩm diệu. La tuyết nhạn thấy hành động nhỏ này vui mừng cười cười, thẩm diệu hồn nhiên không để ý, la đàm thì trừng mắt nhìn la lăng, hai má la lăng ửng đỏ, tránh ánh mắt la đàm. Tế lễ xong, văn huệ đế tuyên bố khai tiệc, cung nữ ca múa mừng cảnh thái bình, để nước tần và đại lương nhìn thấy minh tề quốc thái dân an, binh hùng tướng mạnh. Thẩm diệu và la đàm theo chân mọi người nhập tiệc, mới đi được vài bước, phía sau có người vỗ vai nàng, thẩm diệu quay đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Này, sáng sớm ta đã nhìn thấy ngươi rồi, nhưng đứng cách xa quá nên ta không gọi, thẩm diệu, đã lâu không gặp. Phùng An Ninh ôm lấy thẩm diệu, nhiệt tình như lửa. So với hai năm trước, Phùng An Ninh ngày càng xinh đẹp, thiếu nữ thanh xuân căng tràn sức sống. Nàng trải bách hoa kế, mặc y phục màu lựu đỏ thước tha nhìn thẩm diệu bất mãn ngươi thấy ta mà không vui chút nào à thẩm diệu chưa trả lời nàng đã tự hỏi tự đáp thôi bỏ đi tính tình người lúc nào cũng thế ta bỏ qua cho ngươi đó nhưng mà nàng đi một vòng quanh thẩm diệu đánh giá từ trên xuống dưới hai năm không gặp sao ngươi có thể trở nên xinh đẹp như vậy khí hậu tiểu xuân thành nuôi người tốt lắm ư nhìn ngươi cứ như là một người khác ấy hôm nay thẩm diệu được la tuyết nhạn chăm chút tỉ mỉ bên trong mặc váy dài màu ánh trăng ngoài khoát áo màu tím, chân váy theo những đóa hoa đinh hương thật lớn từng đóa từng đóa trồng lên nhau từ đậm đến nhạt đẹp mắt vô cùng. Tóc chảy thủy vân kế, phía trên cắm một cây châm khắc hoa hải đường, tai mang một đôi khuyên chân châu thật xinh xắn. Ngũ quan của nàng khéo léo thanh tú, đôi mắt trong trẻo như nai con, khí chất lại hơn người, chỉ im lặng đứng đó cũng làm người ta cảm thấy đoan trang đẹp mắt, không ít nam tử trẻ tuổi đi ngang ngoái đầu nhìn lại. Thiếu nữ dung mạo đẹp, lại có khí chất cao quý, Đúng là dệt hoa trên gấm, làm người khác khó quên. La Đàm tò mò nhìn Phùng An Ninh. Phùng An Ninh rốt cuộc cũng chú ý tới nàng, hỏi đây là ai? Biểu tỷ của ta, tên là La Đàm. Thẩm Diệu lại quay sang La Đàm giới thiệu, đây là Phùng Tiểu Thư Phùng An Ninh. La Đàm và Phùng An Ninh chào hỏi lẫn nhau. Phùng An Ninh tính tình hấp tấp, La Đàm ngay thẳng hoạt bát. Hai người vừa gặp đã thân, nói nhiều đến nỗi tai Thẩm Diệu phát đau. Phùng An Ninh chạy đến nói với Phùng Phu nhân muốn ngồi với Thẩm Diệu để tiện trò chuyện. Yến tiệc khác với khi tế lễ, chỗ ngồi không quá khắc khe. Thẩm Tín mới hồi kinh, chưa đặc biệt sao hào với ai nên tùy ý tìm một vị trí. Nhưng địa vị của hắn bây giờ ngay cả Văn Huệ Đế cũng phải nề mặt, đồng liêu không ai dám chậm trễ, sôi nổi cung kính với hắn. Phùng An Ninh kề tai Thẩm Diệu nói nhỏ, hứ, đúng là cò mọc đầu tường. Lúc trước Thẩm tướng quân rời kinh có ai đến đưa tiễn không? bây giờ lại đến lôi kéo làm thân, đúng là làm bộ làm tịch. Thẩm Diệu mỉm cười, từ chối cho ý kiến, lại nghe Phùng An Ninh nói, ngươi xem, đường tỷ của ngươi cũng đến kìa. Thẩm Diệu nhìn theo hướng Phùng An Ninh chỉ, bắt gặp ánh mắt đối phương cũng đang nhìn nàng. Rời đi hai năm, cuối cùng cũng gặp lại Thẩm Nguyệt. Từ sau khi Thẩm Viên gặp chuyện không may, Thẩm Quý trong chiều xuống dốc không phanh. Thẩm Viên giết gian phu tôn tài nam bị xử trảm, chúng quan nhìn thấy thẩm quý như thấy ôn dịch, liên tiếp tránh xa, bản thân thẩm quý lại bất tài, con đường quan trường coi như khép lại, so ra thua kém thẩm vạn. Quan lộ của thẩm vạn mấy năm nay xem như trôi chảy, giờ phút này đang vui vẻ cùng đồng lưu nâng chén, ngồi bên cạnh hắn là Trần Nhược Thu, nàng cũng cười nói giao tiếp với các phu nhân bên cạnh, nhìn qua không khác gì hai năm trước. Nhưng nghĩ kỹ lại, thẩm vạn có tương lai, lại chậm chạp không có con trai, thẩm lão phu nhân liên tiếp tạo áp lực để thẩm vạn khai chi tán diệp, Trần Nhược Thu có lẽ cũng không dễ chịu như vẻ ngoài. Thẩm Nguyệt và Dịch Bội Lan, Giang Hiểu Huyên, Bạch Sáu ngồi cùng một chỗ, cách thật xa nhưng Thẩm Diệu vẫn cảm giác được vẻ oán hận trong mắt Thẩm Nguyệt khi nhìn nàng. Hôm nay, Thẩm Nguyệt mặc váy màu hồng nhạt thêu trăm con bướm, tóc vấn hoa quan kế, năm nay Thẩm Nguyệt cũng đã 18, dáng vẻ nhu nhược trí thức, cũng là một thiếu nữ đẹp. Thẩm Diệu bất giác nhìn vòng tay nàng đang mang, lại nhìn châm cài trên tóc nàng, khóe môi nhếch lên. Dịp lễ lớn như vậy, người thích trở thành trung tâm như thẩm nguyệt sao có thể bỏ qua cơ hội thể hiện bản thân, nhưng trang sức nàng dùng vẫn là những món đã mang từ hai năm trước, điều này cho thấy hiện tại tam phòng khó khăn về kinh tế. Mà nghĩ cũng phải, thẩm lão phu nhân tiêu tiền như nước, sau khi ở riêng không còn thẩm tín chu cấp, Trần Nhược Thu vừa gánh vác chi tiêu vừa lo lót cho con đường làm quan của thẩm vạn chắc hẳn rất gian nan, tiền bạc chi xài cho thẩm nguyệt buộc phải thắt chặt dù là người đọc sách thanh cao thế nào đi nữa, muốn sống cũng cần phải có bạc, thực ra với nhan sắc thẩm nguyệt, hoàn toàn có thể tìm một thiếu gia môn đăng hộ đối, ít nhiều có thể giúp đỡ thẩm vạn lôi kéo quan hệ cũng như tài chính. Nhưng vì sao đến giờ thẩm nguyệt vẫn chưa định hôn, kiếp trước nàng hồ đồ không rõ, nghĩ rằng thẩm nguyệt chờ đợi lang quân như ý, không ngờ thẩm nguyệt tâm cao khí ngạo, nam từ tài tuấn thông thường không lọt vào mắt nàng. Thẩm Nguyệt nhìn chăm chăm thẩm diệu, trong lòng ghen ghét vô cùng nàng thấy rõ ràng quần áo trên người thẩm diệu là tơ lụa tiến cống chỉ trong cung mới có lúc trước thẩm vạn dùng quan hệ tranh thủ được một cây tơ lụa loại này thẩm nguyệt muốn dùng may y phục không ngờ thẩm vạn lại cầm đi hiếu kính cấp trên hai năm gần đây thẩm vạn chi tiêu ngày càng nhiều bạc của thẩm nguyệt không còn thoải mái như trước tất cả đều được thẩm nguyệt quy kết là lỗi của đại phòng chính vì đại phòng ra riêng nên nàng mới trở nên túng quẫn như vậy vốn tưởng rằng thẩm diệu đến tiểu xuân thành khỉ ho có gáy cả đời không thể trở về, ai biết nàng không chỉ trở lại, mà còn trở lại một cách huy hoàng rực rỡ, nhìn ánh mắt của những thiếu gia cứ nhìn về phía thẩm diệu, trong lòng nàng đố kỵ không thôi, hận không thể một đao giết chết thẩm diệu. Thấy ánh mắt nàng, thẩm diệu cười khẽ, quay sang trò chuyện với la đàm và phùng an ninh, không thèm để ý thẩm nguyệt. Đúng lúc này, đế hậu ngồi vào vị trí, tiếng trò chuyện xôn xao dần lắng xuống, văn huệ đế cưới bảo quần thần không cần câu nệ, vui vẻ là được rồi. Ngay sau đó, khách quý cũng ngồi vào bàn. Minh An công chúa kiêu căng bỏ qua công quy lễ giáo, không hành lễ với hoàng đế khiến nụ cười của vua Văn Huệ trở nên cứng ngắt. Thái tử hoàng phù hạo lại hành lễ cung kính mười phần, hai huynh muội cứ thay nhau kẻ đấm người xoa làm Văn Huệ đế cực kỳ khó xử. Là đàm nhìn giáo rát xung quanh, Phùng An ninh thấy thế hỏi, người đang tìm gì thế? Ta nhìn xem duệ vương của nước Đại Lương đã đến chưa? Là đàm nói, không phải ai cũng nói người Đại Lương dung mạo xinh đẹp, ngay cả vĩnh nhạc đế cũng là Mỹ Nam đó sao, Duệ Vương là em ruột của hắn, chắc chắn là phong thái vô song, ta muốn nhìn xem hắn đẹp đến cỡ nào. Phùng An ninh nghe vậy, bĩu môi, thôi đi, Duệ Vương kia từ sau khi đến Minh Tề, trừ bệ hạ chưa từng gặp mặt người ngoài. Hơn nữa dù hôm nay hắn có xuất hiện, cũng chỉ làm ngươi thất vọng thôi. Tại sao, là đàm khó hiểu, hắn xấu xí lắm à? Chưa dứt lời, đã nghe giọng nói cao vút của thái giám vang lên, duệ vương điện hạ nước đại lương đến ánh mắt mọi người đều dừng ở cửa vào tiến vào là một bóng dáng thon dài có thị vệ đi theo phía sau thân hình hắn cao ngất mặc trường bào màu tím theo kim tuyến theo từng bước đi y phục ẩn hiện cảnh trí quanh có khúc khuỷu hông đeo ngọc bội ăn mặc cực kỳ đơn giản nhưng rất hợp với dáng vẻ của hắn cả triều đình nhìn hắn chằm chằm tò mò nhất vẫn là chiếc mặt nạ trên mặt hắn mặt nạ kéo dài từ vầng trán đến hết sống mũi cao thẳng đôi mắt tùy ý đào qua ẩn chứa nét phong lưu lộ ra bên ngoài là chiếc cầm tuyệt đẹp môi mỏng hồng nhuận như quả dâu mời người đến hái mọi người im lặng nam nhân trẻ tuổi này rõ ràng đang mang mặt nạ nhưng vẫn có thể câu mất hồn phách người khác chiếc mặt nạ bạc tỏa ra vẻ lạnh lẽo nhưng bên trong nó là đôi mắt trắng đen rõ ràng có vài phần ý cười làm người ta không phân biệt rõ hắn là người ấm áp hay lạnh lùng hắn tiến đến vị trí dành cho khách mời ngồi xuống Mỗi cử động đều mang vẻ tao nhã tự phụ, đem ra so sánh, những cử chỉ cung kính lễ giáo của Hoàng Phủ Hảo lúc nãy trở nên hết sức thô kịch buồn cười, công chúa Minh An nhìn đến ngây ngốc. Văn Huệ Đế cười ha ha, nhìn Duệ Vương nói, nghe nói Duệ Vương trong người không được khỏe, sao bây giờ đến dự yến hội được rồi, làm chấm và quần thần hết sức vui mừng ha. Duệ Vương gật đầu với Văn Huệ Đế, tùy ý nói, bỗng nhiên có hứng thú nên tới. Giọng nói của hắn rất dễ nghe trầm thấp thư tính, mỗi thiếu nữ ở đây nghe được đều mặt đỏ tim đập. Nhưng lời này cũng thật vô lễ, chiều cống ở minh tề vốn là đại sự, trong mắt hắn lại như một yến tiệc bình thường, hứng thú thì đến, không có hứng thú thì lại đi, chẳng coi ai ra gì. Quần thần minh tề tức giận nhưng không dám nói gì, văn huệ đế cũng chỉ ho khan. Tác phong của Duệ Vương và Vĩnh Nhạc Đế giống nhau như đúc, đều là những kẻ thích làm theo ý mình, trên người lại có một loại khí thế đè ép người đối diện là đàm vừa ăn điểm tâm vừa nhỏ giọng hỏi, dễ vương này đúng là to gan, dám nói chuyện với hoàng thượng như vậy, không sợ hoàng thượng chỉ tội hắn sao? Chỉ tội gì, Phùng An ninh bĩu môi nói, người ta là dễ vương của đại lương nha. Lại là khách của Minh Tề, chúng ta sao có thể đắc tội với khách được? Lời nói của Phùng An ninh có chút mỉa mai hàm hồ, nàng không dám nói thẳng rằng hoàng thượng sợ đại lương, dù sao đây cũng là hoàng cung, nếu có người nghe được lời ấy, hậu quả không thể tưởng tượng được là đàm nâng má nói, thật muốn nhìn gương mặt dưới mặt nạ kia xem thế nào, thoạt nhìn hắn cũng là một Mỹ Nam à. A. Là đàm thích nhất là ngắm trai đẹp, từ lúc nhìn thấy Duệ Vương, ánh mắt nàng luôn dính trên người hắn. Nói không chừng hắn là một quái nhân xấu xí A. À. Phùng An ninh dội cho la đàm một gáo nước lạnh, nếu không vì sao phải mang mặt nạ. Ta ca hắn là một Mỹ Nam thế gian hiếm thấy. Là đàm đầy tay thầm rượu, để biểu muội nói đi, người cảm thấy Duệ Vương này thế nào thẩm diệu không hề ngừng đầu lên nói, không biết. Nói một chút thôi, là đàm không buông tha, người đoán xem, vị này so với Mỹ Nam Đệ nhất kinh thành tả tiểu hầu ra người nào đẹp hơn. Thẩm diệu không ngờ là đàm dùng cụm từ Mỹ Nam Đệ nhất kinh thành, để hình dung về tả cảnh hành, nhất thời bị sạc nước trà, ho mạnh mấy tiếng, La đàm và phùng an ninh vội vàng che miệng nàng, sợ nàng thất lễ trước thánh giá. Nhưng tiếng động lớn như vậy cũng làm một ít người nghe được thẩm diệu chớp chớp mắt xem như chưa có chuyện gì. Nam nhân mang mặt nạ ngồi trên hàng ghế khách mời hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng dừng trên người thẩm diệu rồi rời sang nơi khác. Chỉ trong chớp mắt nhưng hết sức chăm chú. chương 136, tỷ thí với Minh An. Yến tiệc trăm năm có một tất nhiên sẽ rất náo nhiệt, mọi người ăn uống linh đình, đúng bản chất thái bình thịnh thế. Có điều trên bàn khách quý, văn huệ đế và thái tử hoàng phủ hạo đánh thái cực quyền, hai bên đều có vẻ kiêm kỵ, người có tâm đều có thể nhìn thấy. Trong ba nước tần, Đại Lương và Minh Tề thì Minh Tề là nước yếu nhất, Đại Lương là quốc gia hùng mạnh nhất. Cách làm việc của Vĩnh Nhạc Đế mạnh mẽ, làm hai nước còn lại rất e rè nên đối xử với Duệ Vương vừa cung kính vừa thăm dò. Ánh mắt hơn phân nửa nữ quyến ở sảnh đường đều dừng trên người Duệ Vương, bởi mỗi cử động của hắn đều tao nhã đẹp mắt. Minh Tề không thiếu nam nhân xuất chúng, ví dụ như Phó Tu Nghi, nhưng đem ra so sánh với Duệ Vương này đều có cảm giác sứt sẹo. Là đảm yêu thích người đẹp, nhưng tính tình cũng hay quên, một lúc sau đã bị đồ ăn trên bàn hấp dẫn, nàng thử hết món này đến món khác, bộ dáng cao hứng vô cùng. Yến tiệc chiều cống không phân nam nữ, đều cùng ngồi trong một sảnh đường. Là làng ngồi gần thầm rượu, nhìn thấy nàng ăn ít, gắp một khối điểm tâm bỏ vào chén nàng, nhẹ nhàng nói, biểu muội ăn ít như vậy, lúc về không có sức thì làm thế nào thẩm khâu vốn cũng định gắp cho thẩm diệu không ngờ la lăng nhanh tay hơn khối điểm tâm dừng lại giữa không trung không biết làm sao mới tốt chén hắn đã đầy ụ rồi a à, và lại hắn là nam nhân ăn đồ ngọt làm cái gì nghĩ một chút hắn liền bỏ vào chén phùng an ninh đang ngồi bên cạnh thẩm diệu phùng an ninh kinh ngạc nói cảm ơn nhưng cũng không ăn ngẩn người nhìn khối điểm tâm đúng lúc này hoàng phù hạo đột nhiên cao giọng nói bản thái tử nghe nói uy vũ đại tướng quân vừa mới hồi kinh uy danh của thẩm tướng quân vang xa, bản thái tử vô cùng hâm mộ, không biết hôm nay có được vinh hạnh biết mặt hay không. Lời này vừa nói ra, buổi tiệc nhất thời lại an tĩnh lại. Thái tử Tần Quốc muốn biết mặt thẩm tín, việc này có ý nghĩa gì? Thẩm tín và Hoàng Phù Hảo không có quan hệ, nhưng hai người này một bên là thái tử Tần Quốc, một bên là đại tướng quân vừa được triệu hồi về kinh, thân phận hết sức mẫn cảm. Mọi người đều hứng thú quan sát sắc mặt Hoàng đế. Văn Huệ đế vẫn tươi cười không thay đổi, dường như đây chỉ là một thỉnh cầu đơn giản. Hắn nhìn Thẩm Tín nói, Thẩm Ái Khanh. Thẩm Tín vội vàng đứng dậy, thi lễ với Hoàng Phù Hảo, mà tướng bái kiến Thái Tử Điện hạ. Hoàng Phù Hảo cười nói, sớm nghe danh Thẩm tướng quân dũng mãnh vô địch, dù là tán quân nơi biên thủy cũng có thể gắn kết lại thành một khối. Hôm người hồi kinh ta tận mắt thấy dân chúng hoan hô vang dội, hai, nếu Tần quốc cũng có tướng tài như vậy, đúng là trăm năm ngủ ngon còn người văn huệ đế co rụt lại các đại thần cũng thay đổi sắc mặt ánh mắt nhìn thẩm tín rất phức tạp nói thẩm tín ở biên tùy tập trung binh lính bề ngoài là khen hắn tài năng xuất chúng nhưng ẩn ý nói thẩm tín lén nuôi tư binh là mối họa ngầm của minh tề cây to đón gió vẫn là đạo lý xưa nay mà dân chúng coi trọng một tướng quân bị trục xuất như thẩm tín đã cho thấy quyết định của văn huệ đế không hợp lòng dân dân chúng đứng về phía thẩm tín vị hoàng đế nào có thể tha thứ cho bề tôi có danh vọng hơn cả hoàng thất thâm độc hơn cả là câu nói cuối cùng của hắn. Hắn thể hiện sự coi trọng đối với thẩm tín, đại tướng quân nắm binh quyền của một quốc gia lại thân cận với quân chủ tương lai của ngoại quốc. Toàn thể quân thần nhìn chằm chằm thẩm tín, dường như hắn sắp phản quốc đến nơi. Ánh mắt thẩm diệu lạnh xuống, nhìn Hoàng Phù Hảo không chớp mắt. Hoàng Phù Hảo thích nhìn người khác khó xử, trong người hắn là dòng máu độc ác gian xảo của Hoàng thất nước tần. Thẩm tín trước nay chưa từng mâu thuẫn với người nước tần, vậy mà Hoàng Phù Hảo cũng không buông tha. Văn Huệ đế còn chưa nói chuyện, trong sảnh đã vang lên tiếng cười khẽ của Duệ Vương, hắn thả ly rượu trong tay xuống, nhìn Hoàng Phủ Hảo. Giọng nói của hắn trầm thấp êm tai, mang theo hơi men đầy mê hoặc, nhưng lời ra khỏi miệng lại không hề khách khí, Hoàng Phủ huynh yêu ái thầm tướng quân đến như thế, nếu Hoàng Thượng Hảo phóng ban vị tướng lĩnh này cho ngươi, ngươi sẽ đồng ý sao? Hoàng Phủ Hảo sao có thể thu nhận thầm tín, hắn nói thế chỉ vì muốn đẩy thầm tín đến nơi đầu sóng ngọn gió mà thôi nếu văn huệ đế đem người tặng hắn, vì mặt mũi tần quốc hắn vẫn sẽ nhận, nhưng hắn yên tâm dùng sao, ai biết khi đó thẩm tín có phải là mật thám của văn huệ đế hay không. Văn huệ đế cũng nghĩ đến điểm này, vẻ mặt khác thường dần dần tán đi, lại cười nói, thái tử tấm lòng rộng rãi, yêu thích người tài, nếu ngươi thật lòng muốn trọng dụng thẩm tướng quân, chấm cung kính không bằng tuân mệnh. Ai ra, lần này thì đến lượt hoàng phù hạo rơi vào hoàn cảnh khó xử a. À? đúng là quả báo ngay lập tức rơi lên đầu hắn. Hắn không thể thu nhận thầm tín, nhưng từ chối ngay lúc này khác nào tự tay và miệng mình. Mà kẻ đẩy hắn vào hoàn cảnh này chính là tên Duệ Vương đang nhàn nhã ung dung mùi kia, Hoàng Phủ Hảo hung hăng liếc nhìn nam nhân đeo mặt nạ, dường như muốn dùng ánh mắt băm nát hắn. Công chúa Minh An thấy Hoàng Phủ Hảo khó xử nên nghĩ cách giải vây. Nhưng nàng lại không muốn trở mặt với Duệ Vương Điện Hạ Phong Tư Vô hạn cũng không dám đắc tội đại lương nên nhất thời lừa giận dồn hết lên người thầm tín nàng cười duyên dáng cố gắng thanh thanh giọng nói nhưng vẫn lộ ra sự bén nhọn thầm tướng quân anh dũng thiện chiến người quân tử không cướp đoạt nhân tài trong tay kẻ khác hay là để tiểu thư thầm ra thay gia phụ theo chúng ta đi nghe nói thầm tiểu thư là một tiểu mỹ nhân cũng là hòn ngọc quý trên tay thầm tướng quân không biết tần quốc có được phúc phần này hay không là đàm và phùng an ninh lập tức nắm tay thầm diệu ánh mắt cảnh giác sắc mặt la lăng thay đổi tâm tình thầm khâu và la tuyết nhạn trầm xuống thầm tín ngẩng mạnh đầu nhìn công chúa minh an riêng Thẩm diệu chỉ cúi đầu nhìn chén trà trước mặt dường như không hề nghe thấy lời nói của công chúa minh an tướng quân một nước không dễ dàng rời đi nhưng muốn con gái một thần từ hòa thân là chuyện hết sức bình thường chỉ là không ai nguyện ý gả con tha hương ngoại quốc không có cha mẹ làm trổ dựa gả qua nếu bị ức hiếp cũng chỉ có thể chịu đựng thẩm tín cười nói, tiểu nữ ngu dốt không dám nhận sự yêu ái của công chúa. Trong giọng nói là sự cự tuyệt dứt khoát. Văn Huệ đế trầm ngâm, không lên tiếng giải vây. Thẩm tín là vậy, bộc trực thẳng tính, một khi là việc có liên quan đến thẩm diệu, thái độ của hắn trở nên ương ngạnh vô cùng. Thẩm Nguyệt thấy thế, vui sướng khi người gặp họa, hận không thể lập tức đem thẩm diệu gà đi, tốt nhất là gà cho một lão nhân làm thiếp, tra tấn nàng đến chết tươi nơi xứ lạ quê người. Công chúa Minh An không ngờ thầm tín từ chối thẳng thừng không chừa chút mặt mũi nào cho nàng, gương mặt đỏ lên vì lừa giận, nàng đã định bỏ qua cho thầm tín, nhưng kẻ này lại không biết tốt xấu, hoàng phủ hạo thản nhiên ngồi uống rượu, nhìn công chúa làm khó thầm ra. Công chúa Minh An nói, ai cũng biết thầm tiểu thư tài đức vẹn toàn, thế nào, thầm tiểu thư khinh thường bản cung, không đứng lên chào hỏi sao. Nàng điểm danh như vậy, thầm rượu muốn che lấp cho qua cũng không được. Thẩm Diệu thoải mái đứng dậy, thi lễ nói tiểu nữ bái kiến công chúa điện hạ ánh mắt mọi người trong sảnh tập trung về phía thẩm diệu thời gian hai năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ bao gồm cả ấn tượng phế vật khác sâu đối với thẩm diệu thiếu nữ trước mắt hoàn toàn khác hình ảnh trong trí nhớ làn da trắng bóng như bạch ngọc nổi bật dưới lớp y phục khí chất cao quý bộc lộ tự nhiên gương mặt thanh tú cử chỉ đoan trang làm người nhìn thoải mái thậm chí khí độ của hoàng hậu trên đài cao cũng chẳng bằng nàng Công chúa Minh An nhướng mày, nàng không ngờ thẩm diệu xinh đẹp như vậy, nàng đã từng nghe danh phế vật của thẩm diệu, muốn thẩm ra xấu mặt nên mới chỉ đích danh, không ngờ lại bê tảng đá tự đập chân mình. Nhưng dù sao nàng cũng là công chúa, kiềm chế cảm xúc rất nhanh, đánh giá thẩm diệu một lúc rồi nói thẩm tiểu thư đúng là một tiểu mỹ nhân. Khó trách được thẩm tướng quân xem như châu ngọc, cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Ai có thể cưới tiểu thư quả là phúc phận. Thẩm tín trừng mắt, đối phương là công chúa nhưng hắn không có thói quen để con gái chịu thiệt. đang định nói chuyện thì công chúa Minh An lại nói tài nghệ của thẩm tiểu thư có lẽ cũng rất xuất chúng. lời này vừa nói ra người trong sảnh đều phấn khích. mấy người dịch Bội Lan cô nén ý cười. thẩm diệu thì có tài gì chứ nàng ở tiểu xuân thành hai năm bên cạnh toàn là binh lính sợ là càng thêm thô bỉ mà thôi. thẩm diệu nói công chúa quá khen tiểu nữ tài sơ học thiền thẩm tiểu thư không cần khiêm tốn. Công chúa Minh An độc ác cười, trước đây lúc ở Tần Quốc, bản cung từng nghe thẩm tiểu thư cùng người ta tỉ thí bắn cung, bản cung hết sức khâm phục. Nay nhìn thấy ngươi, bản cung bỗng nhớ đến chuyện này. Thẩm diệu cúi đầu không nói, trong lòng la tuyết nhạn và thẩm khâu lo lắng, lúc này có lẽ chỉ người mù mới không nhận ra công chúa Minh An cố tình khó dễ thẩm diệu. Mọi người nhớ đến lần thẩm diệu và thái lâm tỉ thí, bắn đến nỗi thái lâm chật vật không nói nên lời, cũng chính lần đó Thẩm Diệu dùng một hình thức khác hẳn đối diện với mọi người. Chiều cống hôm nay Thái Đại Nhân và Thái Lâm cũng có mặt, nghe nhắc chuyện cụ Thái Lâm xấu hổ đỏ mặt, hắn hiện tại đã hơn 20, không còn ương ngảnh tự phụ như lúc nhỏ. Ẩn oán với Thẩm Diệu đã sớm quên, đối với Thẩm Nguyệt cũng không còn mê luyến như trước, không ngờ trong bữa tiệc hôm nay bị người khác khơi lại chuyện xưa, nhất thời quẫn bét không thể tả. Không chỉ có mình Thái Lâm. Lâm An hầu tạ đỉnh cùng hai con trai ngồi trong một góc cũng thồn thức. Hiện giờ hắn như một ông già, không còn hăng hái như trước, yến tiệc thế này chỉ im lặng tìm một góc ngồi cho có lệ. Hắn nhớ lúc Tạ Cảnh Hành còn sống, trong trận tỉ thí kia cũng hạ gục Tạ Trường Võ và Tạ Trường chiều, khi trở về phủ đã mắng Tạ Cảnh Hành, thực ra nội tâm hắn lúc đó vì Tạ Cảnh Hành mà kiêu ngạo. Nghĩ tới chuyện xưa, trong lòng chua xót, Tạ Đỉnh lộ ra vẻ suy sụp, Tạ Trường Võ và Tạ Trường Chiều bên cạnh nhìn thấy trong mắt lộ ra vẻ âm độc. Công chúa Minh An tiếp tục nói, hôm nay bản cung có hứng thú, muốn cùng thầm tiểu thư tỉ thí, cũng chọn hình thức là bắn cung, giúp mọi người giải khuây, thầm tiểu thư thấy thế nào. Văn Huệ đế cười nói, thầm tiểu thư là một thiếu nữ mềm yếu, lại có tài bắn cung giỏi đến thế sao. Bệ hạ không biết, công chúa nói, tài nghệ của thầm tiểu thư, ngay cả tần quốc còn nghe tiếng. Người ta nói hổ phụ không sinh ra khuyển nữ, thẩm tướng quân anh dũng, sinh ra thẩm tiểu thư cũng là một kỳ nữ a huống hồ nói thẩm tiểu thư là nữ nhi chẳng lẽ bản cung không phải nữ nhi sao hay là nói tần quốc không thể sánh vai với minh tề minh an xinh đẹp lời nói lại hết sức ngoan độc một câu đã đem chuyện tỷ thí cá nhân kéo đến quốc gia đại sự nếu không thi đấu tức là minh tề chướng mắt nước tần thời điểm này văn huệ đế không thể để hai nước này sinh hiềm khích hắn nhìn thầm diệu ôn hòa nói thẩm tiểu thư nghĩ sao thẩm tín siết chặt nắm đấm hắn rất muốn thay thẩm diệu cự tuyệt yêu cầu vô lễ này nhưng nếu cự tuyệt công chúa minh an sẽ dựa vào đó công kích minh tề thẩm diệu liếc nhìn minh an cúi đầu nói công chúa đã phân phó tiểu nữ không dám không theo không dám không theo câu nói này cho thấy dù nàng nhận lời nhưng không tình nguyện mà là bị công chúa minh an ý thế ép buộc công chúa minh an hiểu ý sắc mặt trầm xuống rồi bỗng nhiên cười ha ha nói nghe nói trong tỷ thí trước đây thẩm tiểu thư và đối thủ đã lập khế ước sinh tử, hay hôm nay chúng ta cũng làm như vậy đi. Không thể, thẩm tín quả quyết tự tuyệt, hắn không để ý sắc mặt văn huệ đế, nhìn Minh An gần từng chữ, công chúa Điện Hạ vừa nói đây chỉ là một trò chơi, sao có thể can dự đến tính mạng. Chiều cống là việc vui, không nên động đao kiếm. Là tuyết nhạn thấy thẩm tín ra mặt, nên kiềm chế siết chặt chén trà trong tay. Lúc trước thẩm diệu dùng tính mạng đánh cực với người khác, khi biết được lòng nàng đau đớn không thôi nay có nàng ở đây quyết không để thẩm diệu đem mạng ra đùa giỡn công chúa minh an rõ ràng không có hảo ý nàng sẽ không để thẩm diệu gặp nguy hiểm thẩm tín vừa nói hoàng phù hảo cũng mở miệng hắn cười nói tuy rằng đây chỉ là trò chơi nhưng cũng cho thấy tần quốc đối với minh tề một mảnh chân tình chẳng lẽ thẩm tướng quân sợ người minh tề thua không gánh nỗi hậu quả sao hắn nhìn văn huệ đế lời nói có gai nếu minh tề sợ thua mất hết mặt mũi vậy hôm nay minh an đành phải mất hứng vậy đến thể diện quốc gia cũng đã lôi ra nếu văn huệ đế còn không nhận lời chẳng phải rất nhục nhã sau này hắn làm sao còn mặt mũi đứng trước quần thần văn huệ đế không nhìn thầm tín trực tiếp nói với thầm diệu nếu công chúa đã có hứng thú thầm diệu ngươi theo công chúa vui đòa một lúc đi hoàng đế đã mở kim khẩu thầm tín không tiện nói thêm thẩm khâu nắm chặt hai tay La Đàm bất an liếc qua Phùng An Ninh. Thẩm Diệu thấp giọng, "Vâng." Vẻ mặt nàng không hề bối rối, Minh An quay đầu nhìn Thẩm Diệu, thấy đôi mắt nàng trong suốt như trẻ con, dường như chỉ liếc nhìn đã có thể biết được nàng đang suy nghĩ điều gì, nhưng cũng chính đôi mắt bình tĩnh như vậy làm Minh An bối rối. Minh An che giấu rất nhanh, đứng lên bảo cung nữ mang cung tiến đến rồi mỉm cười nói với Thẩm Diệu, "Bản cung ở tần quốc thường xuyên chơi trò này, quy định người cầm cung sẽ bịt mắt." người còn lại đặt trái táo lên một bộ phận cơ thể để người còn lại ngắm bắn. Minh An không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt Thẩm Diệu. Thẩm Tiểu Thư đã hiểu rồi chứ? Những người xung quanh đều cảm thấy lạnh sống lưng. Trong buổi tỉ thí hai năm trước, Thẩm Diệu và Thái Lâm không hề bịt mắt, che mắt bắn tên, rõ ràng là đem tính mạng ra đùa nghịch. Mới nghe đã dựng hết tóc gáy. Thẩm Tín và La Tuyết nhạn hết sức tức giận. Thẩm Diệu mỉm cười hoàn toàn không bị lời nói của công chúa dọa dẫm, đa tả công chúa chỉ điểm. Nàng thong dong bình tĩnh, không làm suy yếu khi thế minh tề, quần thần đều nhìn thấy, đối với nàng càng thêm xem trọng. Hoàng phù hạo nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Là đàm kéo góc áo thẩm diệu, biểu muội để ta thay ngươi. Ta từng luyện võ, nếu thật sự nguy hiểm, ta tránh đi là được. Thẩm diệu lắc đầu, nhìn về phía cha mẹ, chân an, không cần lo lắng, nếu công chúa đã nói như vậy nghĩa là nàng nắm chắc không bắn chúng ta nếu làm ta bị thương bọn họ sẽ gặp phiền toái hoàng phù hảo và minh an đều là người thông minh sẽ không làm chuyện điên rồ hành động như vậy chỉ vì muốn làm ta sợ để ta xấu mặt mà thôi nhưng mà thẩm khâu lo lắng nắm lấy vai nàng muội muội dù nàng có bắn chúng ngươi hay không thì ngươi cũng sẽ sợ hãi ta không sợ thẩm diệu nhẹ nhàng đáp huống hồ ta cũng có một lần bắn, nếu dám làm ta bị thương, ta sẽ không tha nàng. Thẩm diệu cười lạnh, là lang kiên định vỗ vỗ thẩm diệu, nhẹ giọng nói cẩn thận. Thẩm diệu gật đầu, bước ra giữa sảnh đường. Nàng và Minh An đồng thời bước đến sảnh đường, bất xác làm người ta so sánh, công chúa thân là Kim chi ngọc diệp, dung mạo xinh đẹp, khí thế vương giả do hoàn cảnh sống từ nhỏ rèn luyện mà thành, còn thẩm diệu, dáng đi thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng, nhẹ nhàng mà đoan trang, sự ung um dung của nàng hoàn toàn làm lu mờ vị công chúa bên cạnh. Trong sảnh, tiếng nghị luận so sánh ngày càng lớn hơn. Sắc mặt hoàng phù hạo ngày càng khó coi. Không phải công chúa Minh An không xinh đẹp, nhưng quả thật khí chất vương giả trên người thầm rượu quá bức người, làm đối phương mặt xám mày cho. Không ai hiểu tại sao lại như vậy, chỉ là con gái một thần tử lại có khí độ đè ép một vị công chúa lớn lên trong cung cấm bọn họ đâu biết rằng thầm diệu vốn là hoàng hậu ở trong cung nhiều năm, vì xứng đôi với phó tu nghi nàng đã đốc sức rèn luyện để đạt được sự hoàn mỹ, làm con tin ở nước tần mấy năm lại rèn cho nàng một sự bình thản không quan tâm hơn thua. Kiếp trước nếu không có sự xuất hiện của mi phu nhân, có lẽ nàng đã là một mẫu nghi thiên hạ hoàn hảo. Không ngờ giấc mộng cuối cùng bị đánh tan ở kiếp trước, nhưng lại giúp nàng có được hào quang không thể che giấu ở kiếp này. Công chúa Minh An không hề để ý thần sắc mọi người, chỉ nhìn thầm diệu, trong tay nàng là trường cung màu đen bóng loáng, vừa nhìn đã biết dùng gỗ tốt chế tác thành, lại quét qua một lớp dược liệu mới có được hình dạng đẹp mắt như vậy. Minh An nói, đây là cung của bản cung, chúng ta mỗi người dùng một mũi tên, đã rõ chưa? Bản cung sẽ là người bắn trước. Một lời định ra thứ tự, người minh tề trong điện đều cảm thấy khó chịu, vì công chúa này quá kiêu căng, hiếp người quá đáng. Không ngờ thầm diệu thản nhiên đồng ý, thần sắc không mảy may dao động nàng càng không sợ hãi công chúa minh an càng lo lắng minh an nhìn lướt qua hàng ghế khách mời ánh mắt sáng lên ngọt ngào nói chúng ta tỉ thí nếu không có người đánh giá chỉ sợ sẽ không công bằng hay là mời duệ vương biện hạ làm trọng tài kiểm tra công tên cho thấy chúng ta không ai gian dối nói xong nàng liếc mắt đưa tình với duệ vương những tiểu thư ngồi đây thầm mắng minh an không biết liêm sỉ muốn mượn cớ thân cận duệ vương chắc chắn là đã bị phong thái của Duệ Vương mê hoặc. Nhưng Duệ Vương này luôn tự ý làm càn, có lẽ sẽ không đáp ứng. Vậy mà hắn vừa nghe xong, suy nghĩ một chút đã gật đầu nói, được. Điều này đúng là ngoài dự kiến của mọi người, ngay cả Văn Huệ Đế và Hoàng Phù Hạo đều liếc nhìn hắn. Duệ Vương xài mấy bước chân, đã đứng bên cạnh Thẩm Diệu và công chúa Minh An. Công chúa mừng rỡ, nũng nịu đem cung tên đưa cho Duệ Vương nói, trước tiên mời rưỡi Vương Điện Hạ kiểm tra cung tên xem có vấn đề gì không. Phan Ngọc Huyền, đờ mờ, chắc con mẹ nghĩ trong đầu, kiểm tra cung tên trước rồi kiểm tra em sau nha. Dòng cái thứ nung lô mong manh. Trên bàn các hoàng tử, Chu Vương cười lạnh, thấp giọng nói, công chúa Tần Quốc đúng là kẻ không an phận, trước mặt bàn dân thiên hạ công khai quyến rũ nam nhân. Lời nói hết sức khinh thường. Ngược lại tiểu thư thầm ra thật sự làm người ta bất ngờ nha. Tĩnh Vương nhìn hai thiếu nữ đang đứng sóng vai, bình tĩnh, đoan trang, lại gan dạ sáng suốt hơn người. Người nói đúng, Chu Vương sờ sờ cầm, thẩm ra tiểu thư càng lớn càng có hương vị. Hắn nhìn Phó Tu Nghi hỏi, lão cửu, người có hối hận không đấy? Phó Tu Nghi thản nhiên, tứ ca nói đùa. Phía sau Phó Tu Nghi có một nam nhân lặng lặng đứng, ánh mắt hắn lướt qua tất cả mọi người, rồi dừng trên người thẩm diệu, vẻ mặt thản nhiên như đang nhìn người xa lạ, nhưng không ai biết dưới lớp áo kia tay hắn đang nắm chặt, run lên nhẹ nhẹ. Hai năm trôi qua, nhan sắc của nàng càng động lòng người, lời nàng nói trước khi đi giờ đã ứng nghiệm, gia đình nàng được hoàng thất mời trở lại kinh đô. Mà nàng vừa về tới đã có phiền phức liên tiếp đến cửa, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thẩm diệu luôn như vậy, nàng không hề chủ động chiêu chọc bất cứ ai. Nhưng Bùi Lang biết rõ, một khi đã có người to gan dám chọc đến nàng, chắc chắn người đó sẽ rơi vào hoàn cảnh chật vật không thể tả, bởi so với người khác, tâm địa nàng càng cứng rắn, áp độc hơn. Duệ vương xem xét rất nhanh rồi trả lại công tên cho công chúa Minh An, công chúa xấu hổ ngượng ngùng nhận lấy rồi nói với thẩm diệu, mời thẩm tiểu thư bước vào vị trí, còn nữa, nàng cầm lấy quả táo trong khay cung nữ dâng lên, cười khanh khách đưa cho thẩm diệu, thẩm tiểu thư hãy đặt nó lên đỉnh đầu A. Thẩm khâu tức giận nắm chặt hai bàn tay. Vâng, thẩm diệu đồng ý, cầm quả táo đi về phía đối diện. Tất cả mọi người nín thở nhìn tình huống ở chính sảnh, công chúa Minh An cho người mang khăn bịt mắt tới, Duệ Vương bước đến bên cạnh thầm diệu đoạt lấy quả táo trong tay nàng, khi thầm diệu còn đang sừng sốt thì Duệ Vương đã cầm quả táo nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của nàng. Thẩm Diệu nâng mắt nhìn hắn. Vì sợ quả táo trên đầu rơi xuống, nàng chỉ có thể nhìn hắn mà không nhúc nhích. Nam tử này vóc dáng rất cao, Thẩm Diệu chỉ đứng ngang ngực hắn, qua lớp mặt nạ, Nàng thấy ánh mắt hắn nhìn nàng đầy vẻ sâu xa. Đôi môi hắn hồng hào, khóe môi hơi nâng lên, làm cho nàng có cảm giác hắn đang cười, đôi mắt sáng như sao, lúc nhìn nàng tựa như dịu dàng, tựa như trêu ghẹo. Trêu ghẹo, tại sao lại là trêu ghẹo? Hắn cố định trái táo trên đầu nàng, ngón tay xoa nhẹ lên tóc, như đang vỗ về thú cưng. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã rút tay về. Hắn xoay người đứng một bên, dáng vẻ như đang xem kịch Công chúa Minh An đã bịt mắt xong, tay dần nâng cánh cung, lục chú ý của Thẩm Diệu liền tập trung vào người công chúa. Trường cung rất lớn, công chúa Minh An dùng sức kéo, dây cung càng căng, lòng người càng nặng chịu, nhất là một nhà thẩm tín. Dây cung càng căng, lực sát thương càng lớn, khả năng đả thương Thẩm Diệu càng cao. Lần tỉ thí này không chỉ là trò chơi như công chúa Minh An nói, việc này có liên quan đến thể diện quốc gia, không chỉ phải thắng về khả năng bắn cung còn phải thắng về ý chí, nếu biểu hiện ra vẻ lo lắng sợ hãi cũng là mất mặt, mọi người ở đây đều xem trọng công chúa Minh An hơn Thẩm Diệu rất nhiều, chỉ hy vọng Thẩm Diệu thua không quá xấu hổ. Thẩm Diệu lặng lặng nhìn công chúa Minh An, dường như nàng đang cố ý tra tấn Thẩm Diệu, nên kéo cung rất thong thả, âm thanh dây cung bị kéo giãn dày vào tâm tư của mọi người. Đột nhiên Thẩm Diệu hoài niệm, nàng nhớ đến thời gian làm con tin ở nước Tần, nhóm hoàng tử, công chúa Tiểu thư vây quanh nàng chế diễu cười nhạo, đã từng có vô số lần nàng cũng đặt táo lên đỉnh đầu, nhìn người đối diện như thế này. Khi đó Minh An cũng kiêu ngạo ương ngạnh, mặc y phục hoa lệ tinh xảo, đôi mắt buộc vải lớn tiếng nói, nhìn xem. Hôm nay Hoàng hậu Minh tề đội táo làm bia cho chúng ta bắn. Lát nữa các ngươi phải nhìn thật rõ cho ta, xem vị tiểu thư nhà tướng này có sợ đến mức tiểu ra quần hay không. Ha ha ha, nhất định phải mở to mắt mà nhìn. Nói xong Minh An buông tay, mũi tên bắn đi hơi chật, có lần bắn trúng búi tóc, cũng có lần xé rách váy nàng, lúc đó nàng đã bối rối hết lên, kéo y phục che đậy thân thể, cũng chính lúc đó nàng nghe tiếng cười trào phúng to hơn từ các phía. Những sỉ nhục ngày đó với việc hôm nay như đan xen vào nhau. Trong lòng thầm diệu không biết là chua sót hay thù hận, đôi mắt to đen từ từ có một đám mây đen lan tràn như lốc xoáy, sâu xa khó lường. Duệ vương nhúc nhích ngón tay, nhưng nhìn động tác của nàng hắn lại im lặng nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu chỉ trong một chớp mắt phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn